Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng của chương trình Bác sĩ gia đình 12 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, một chế độ dinh dưỡng tốt sẽ giúp cho cơ thể có thêm sức chiến đấu với căn bệnh ung thư. Và nếu mà cơ thể chúng ta bị mất cân bằng dinh dưỡng do ăn quá nhiều hoặc là kiêng khem quá mức dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng thì cơ thể đã yếu lại càng yếu hơn. Do đó, bệnh nhân ung thư cần phải có một chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Và chế độ đó là gì? Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ với chuyên gia của bác sĩ gia đình ngày hôm nay, đó chính là tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa, hiện đang công tác tại khoa ngoại tiêu hóa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào Ngọc Nhi, chào quý vị khán giả xem đài. Trước hết thì Ngọc Nhi xin được mời bác sĩ cùng với tất cả quý vị sẽ theo dõi một đoạn tiểu phẩm tình huống mở đầu chương trình ngày hôm nay nhé. Ủa? Mẹ không ăn hả ba? Nhìn đi, còn nguyên si luôn. Mẹ con nói là ngán quá, không nuốt nổi mà đúng thiệt. Nhìn đồ ăn nhạt nhẽo gì sao ăn ta? Con cũng không biết nữa. Cái người mà không bệnh á, nhìn nó khó ăn rồi. Ước hồ người bệnh nhìn vậy, đó, đồ ăn vậy nè. Lúc nào cũng vậy, không có thay đổi gì hết. Cũng khó ăn thiệt chứ. Mà chẳng lẽ người ung thư phải ăn như vậy sao? Dạ, cô Tám dặn kỹ lắm, con nhớ hết mà. Không được ăn thịt nè, không được ăn những cái đồ chiên xào dầu mỡ nè, cơm cũng không được ăn luôn, chỉ ăn bún, mà ăn bún là cũng ăn ít, chấm với nước tương, không nêm nếm gì nhiều, ăn rau luộc, đâu có được ăn đâu. Anh hai ơi, anh hai. Dì Út tới kìa. Em mới qua. Đợi thấy cửa không khóa em đi vô luôn á. Dạ. Sao rồi anh hai, tình hình của chị hai sao rồi? Chị hai cũng mới mổ, rồi bác sĩ nói là ca mổ cũng thành công, anh cũng yên tâm. Bây giờ là đang dùng thuốc theo phác đồ. Nghe mừng ghê luôn á. À, bây giờ tới giờ cơm rồi đúng không? Không mấy mình dọn cơm cái mình lên mình ăn với chị hai cho vui nha. Đâu mới đâu. Bưng lên là bưng xuống luôn á gì. Cái này là khẩu phần ăn của chị hai á hả? Dạ. Sao tự nhiên anh hai cho chị hai ăn gì mà nhạt nhẽo vậy, sao mà nuốt nổi? Dì ơi, cái này á là cái khẩu phần dành riêng cho người bị ung thư đó. Là không được ăn đồ dầu mỡ nè, không ăn thịt cá nè, không ăn nhiều cơm nữa. Đây 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 nè nè. Em có nấu miếng gà với lại kho cá đồng á, bỏ ra cho chị hai ăn. Nhưng mà bây giờ cá đồng kho là nêm nếm nhiều quá, không có tốt, không có được. Trời đất ơi, ai chỉ con cái phương pháp là con phải cho mẹ con ăn như vậy vậy? Thì là cô Tám, mình phải nghe chỉ định của bác sĩ. Chứ làm sao mà nghe lời cái bà Tám được. Cái bữa mổ xong cái mừng quá, cái con đi về luôn. Cái con cũng quên hỏi bác sĩ cái vụ ăn uống của người bệnh sao cái. Rồi bữa giờ cho chị hai ăn vậy không? Thì theo đã. Bây giờ hai cha con nghe bác sĩ tư vấn, mình sẽ rút ra được vấn đề. Đây, bác sĩ tư vấn. Thưa bác sĩ, vì sao bệnh nhân ung thư lại phải cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng? Và một chế độ dinh dưỡng dành cho bệnh nhân ung thư thì có gì khác biệt so với việc ăn uống của người bình thường ạ? Một chế độ dinh dưỡng là một vấn đề rất quan trọng, vì chúng ta biết rằng chế độ dinh dưỡng không những ảnh hưởng lên người bệnh nhân mà còn ảnh hưởng lên cả những người khỏe mạnh bình thường như chúng ta, để cơ thể chúng ta có đủ năng lượng. Cái năng lượng này được dùng trong cái quá trình sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, và cái năng lượng này chúng ta chống lại quá trình bệnh tật nếu chúng ta có, đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư. Về mặt lý thuyết là tế bào ung thư là một tế bào phát triển hoạt động rất mạnh, phân chia rất nhanh thì sử dụng năng lượng rất nhiều. Như vậy là người bệnh ung thư cần một chế độ dinh dưỡng, nguồn năng lượng phải cao hơn người bình thường. Điểm đặc biệt mà cần lưu ý so với những người bệnh khác hoặc là với những người bình thường. Vậy bệnh nhân ung thư họ cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc nào trong việc ăn uống để đảm bảo hồi phục sức khỏe tốt nhất ạ? Có lẽ chúng ta nên nhớ 4 nguyên tắc đây. Nguyên tắc thứ nhất, ăn uống phải là cân đối và đa dạng. Cân đối có nghĩa là chúng ta phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, các cái thành phần phải có tinh bột, là chất đường thì gồm có cơm, phở, hủ tiếu, bánh mì vân vân, có đạm, rồi protein, thịt, cá gì đó, thì chúng ta cũng phải cung cấp đủ chất lipid, chất béo, dầu mỡ gì đó thì chúng ta phải có. Ngoài ra chúng ta phải có các cái khoáng chất, yếu tố như là canxi, natri, clo, rồi là kẽm, sắt vân vân. Các cái yếu tố vi lượng này được cung cấp đầy đủ, rồi các vitamin, từ vitamin A, các loại vitamin B, vitamin C, vitamin BB, vitamin E, vân vân và vân vân. Rau xanh, nước, tất cả các thành phần này phải đủ. Đường bao nhiêu, đạm bao nhiêu, mỡ bao nhiêu, khoáng bao nhiêu, nước bao nhiêu, muối bao nhiêu, là chúng ta đặt trong một cái tháp tương đối. Đa dạng, đa dạng là thế nào? Đa dạng thứ nhất là đa dạng về chủng loại thức ăn. Ví dụ đạm, chúng ta có thể chọn đạm thực vật hoặc là đạm động vật. Đạm động vật thì chúng ta có thịt, chúng ta có cá, chúng ta có thể có trong trứng. Ngoài ra chúng ta có thể bổ sung đạm
thực vật trong các loại đậu, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng. Mỡ cũng thế, mỡ thì chúng ta có thể có mỡ động vật ở trong da gà, da vịt hay là mỡ cá, và cũng có thể là dầu thực vật, tất cả các loại như dầu mè, dầu đậu phộng, dầu ô liu, vân vân và vân vân. Dầu đậu nành thì tất cả đó là cái đó là mang tính đa dạng, và đa dạng về cách chế biến. Cũng là món thịt nhưng chúng ta có thể là luộc, có thể là hấp, có thể là khìa, có thể là xào, chế biến đa dạng để cho phù hợp với từng khẩu vị của từng bệnh nhân. Cái đó người ta gọi là đa dạng. Hôm nay ăn cơm nhưng có thể ngày hôm sau bệnh nhân có thể ăn mì chẳng hạn. Nguyên tắc thứ hai là hơi khác với người bình thường một chút xíu. Người bình thường chúng ta ăn 3 bữa thì chúng ta có thể ăn làm nhiều bữa. Nguyên tắc này có thể tóm tắt trong một câu gọi là buổi sáng chúng ta ăn bình thường, nhưng mà buổi xế khoảng 9 giờ gì đó chúng ta ăn một bữa. Bữa nhẹ này có thể là ăn cơm rồi thì đây có thể là ăn cháo, có thể là uống sữa, có thể là ăn bánh, có thể là uống tí súp. Buổi trưa chúng ta ăn bình thường. Rồi sau đó sang buổi xế khoảng 2 giờ chiều chúng ta có thể một ly rau ua hoặc một ít nước trái cây hoặc là một món đồ ăn nhẹ chỉ là mà chúng ta thích. Và tối chúng ta ăn như là người bình thường, và đặc biệt là trước khi đi ngủ thì chúng ta cũng có thể ăn nhẹ. Tuy nhiên thì giấc ăn khuya này thì chúng ta lưu ý một chút xíu, ăn nhẹ nhất trong tất cả các bữa ăn. Và nguyên tắc thứ ba là chúng ta đừng quá kiêng khem. Kiêng khem một cách không có cơ sở. Cái sự kiêng khem này sẽ được đưa ra bởi các bác sĩ đang điều trị cho chúng ta. Vì chúng ta kiêng khem như vậy thì chúng ta đụng đến nguyên tắc đầu tiên, không cung cấp đủ các thành phần dinh dưỡng. Ta kiêng thịt chẳng hạn, ta không cung cấp đủ đạm động vật cho bệnh nhân. Hoặc chúng ta kiêng mỡ nhiều quá, thiếu cholesterol trong máu, da rẻ nó không mịn mà. Có một vài nghiên cứu gần đây ta thấy rằng cái mỡ thấp quá thì nhiều khi lại tăng cái tỷ lệ ung thư vú lên đấy. Chúng ta cứ tham khảo bác sĩ bệnh chúng ta có kiêng cái gì hay không. Và nguyên tắc thứ tư, chúng ta có thể cung cấp chế độ dinh dưỡng hay chế độ ăn cho bệnh nhân bằng nhiều cách. Bệnh nhân ăn bằng đường miệng thì nên chế biến đồ ăn mềm, nhiều khi nhai không kỹ thì nó vẫn không ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Đối với những bệnh nhân mà do những tổn thương, ví dụ như có những khối u nó nằm ở trong khoang miệng, trong thực quản mà chúng ta nuốt không được chẳng hạn, thì chúng ta có thể nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch cho nhu cầu của bệnh nhân bao nhiêu và chúng ta chuyển cho đúng cái nhu cầu đó. Vậy thì những thực phẩm nào sẽ tốt cho người bệnh ung thư, bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn không ạ? Tất cả các thực phẩm nấu chín hay là chế biến một cách khoa học thì đều cần thiết cho bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, đối với những bệnh đặc biệt thì bác sĩ sẽ có đưa ra những lời khuyên đặc biệt. Ví dụ như đối với những bệnh nhân mà ung thư của đường tiêu hóa trên, dạ dày, thực quản, vân vân, tránh các đồ ăn kích thích chua quá, cay quá, chế biến sẵn, sông khói, xúc xích, đồ mà được chế biến sẵn công nghiệp, hạn chế hoặc là không nên ăn. Chúng ta hãy ăn những đồ ăn tươi được chế biến một cách vệ sinh, nấu chín. Bệnh nhân ung thư kèm theo cao huyết áp, bệnh nhân ung thư kèm theo tiểu đường, vân vân, thì chúng ta vẫn áp dụng chế độ ăn của bệnh nhân ung thư kèm theo chế độ ăn của người cao huyết áp. Với cao huyết áp là hạn chế muối, hạn chế mỡ, thì đối với bệnh ung thư mà có bệnh đó kèm theo, chúng ta vẫn khuyên ăn đầy đủ, tuy nhiên vẫn hạn chế muối, hạn chế mỡ. Với bệnh nhân tiểu đường cũng thế thôi, chúng ta vẫn hạn chế đồ ngọt, đường, sữa, kẹo bánh, vân vân. Ngọc Nhi thấy có nhiều ý kiến cho rằng là với người bệnh ung thư thì không nên ăn cơm bởi vì có nhiều tinh bột nè, rồi đường cũng nên kiêng khem luôn bởi vì những cái chất ngọt này nó sẽ nuôi tế bào ung thư phát triển mạnh hơn. Thì bác sĩ có đính chính gì về ý kiến này không ạ? Không ăn cơm thì người ta có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể là hạ đường huyết và nguy hiểm đến tính mạng. Dùng cái chế độ ăn để cùng hy vọng rằng tế bào ung thư nó thiếu đường nó sẽ chết đi. Họ không chết đâu. Tế bào ung thư nó có thể cướp cái năng lượng của tế bào bình thường. Cho nên đó là chế độ ăn không đúng đâu. Thì bác sĩ ta sẽ xây dựng cái tháp 40-50% gì đó là đường, còn lại trên đó là đạm, là mỡ, là rau, là khoáng. Tất cả các bác sĩ đều có biết về cái tháp này, đều được đưa ra lời khuyên một cách khoa học nhất cho bệnh nhân. Vậy thì không biết rằng là nhân vật trong tiểu phẩm tình huống với những lời khuyên và phân tích rất là chi tiết từ bác sĩ Lê Huy Hòa thì sẽ lựa chọn như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi nhé. Anh hai với con nghe được bác sĩ tư vấn rồi á, đã thấy ra được cái vấn đề chưa? Con thấy rồi, con sai quá. Lo lắng bệnh tình quá nên thành ra anh có thời gian suy nghĩ, nên nhiều lúc mình suy nghĩ không có đúng á. Dạ không sao đâu, em nghĩ chắc chị hai cũng không có trách anh hai đâu. Cơ thể của mình á là cần dinh dưỡng để hoạt động nè, mình phải ăn cho đầy đủ chất để cơ thể mình á nó mới có đề kháng để chống chọi lại được cái bệnh chứ. Giờ mình sẽ chia ra thành nhiều bữa ăn đúng không? Dạ. Rồi mình ăn những thực phẩm nào tốt cho cơ thể, rồi thậm chí mình hỏi kỹ bác sĩ là tức là thực phẩm nào là hợp với người bệnh. Để giờ con dọn mấy cái món gì út mang tới, sao con mời mẹ con xuống ăn. Đúng rồi, bữa nay phải cho mẹ ăn ngon. Dạ. Lưu ý trong chế độ dinh dưỡng ở người bệnh ung thư, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Bệnh nhân nên có khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và thay đổi các món ăn trong ngày. Không nên ăn nhiều các loại gia vị, cân đối các nhóm thực phẩm và hạn chế thực phẩm chiên, nướng, chế biến sẵn. Nên chia nhỏ các bữa ăn, ăn thêm bữa phụ bên cạnh 3 bữa chính. Nên ăn những món từ ngũ cốc nguyên hạt,
các loại rau củ giàu chất xơ và vitamin, uống nhiều nước mỗi ngày, tránh các loại đồ uống có chứa chất kích thích. Và xin được cảm ơn một lần nữa bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Chào Ngọc Nhi và xin chào quý vị khán giả xem đài. Và xin chào quý vị, hẹn gặp lại vào 12 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Anh bị tiểu đường, không có dám ăn cái gì hết á. Thôi anh làm quá rồi đó. Tiểu đường thì chỉ cần kiêng khem theo cái chỉ định của bác sĩ thôi. Chưa hết nha, anh đang bị đau răng nữa. Còn anh nó đi kiếm cái loại cỏ gì đó bỏ vô miệng mình nhai 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 hồi cái răng mình khít nhất rồi. Anh bị tiểu đường mà bị đau răng thì nhất định là phải đi khám.